Xin chào tất cả các bạn. Những tranh cãi và những câu chuyện xoay quanh Athena có lẽ là một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất trong thị trường crypto trong khoảng thời gian trở lại đây. Câu chuyện về một dự án stablecoin yield bearing với mức APR lên đến 37% được bác bởi nhiều những quỹ đầu tư nổi tiếng và xuất hiện ngay trong lúc thị trường đang bước vào giai đoạn FOMO nhất đã không khỏi khiến nhiều người liên tưởng đến sự hình thành và sụp đổ của đế chế Luna USD cách đây khoảng 2 năm. Sự kiện này đã cuốn bay hàng chục tỷ USD khỏi thị trường crypto và góp phần đưa thị trường trải qua một trong những mùa đông khắc nghiệt nhất trong lịch sử. Mục đích của mình khi mà làm video này không phải chỉ đơn thuần là về mua siêu coin hay là xe rep. Athena là một dự án mà theo mình nghĩ là khá là thú vị và bất kỳ ai trong số chúng ta nếu đã tham gia vào thị trường crypto, một cái thị trường mà đầy những cái rủi ro và biến động, thì cũng nên hiểu rõ hơn về tiềm năng, tầm ảnh hưởng và tác động của cái dự án này đến thị trường. Mình là Tiến, đến từ Coin68 TV. Ok, thì khi mà bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về dự án Athena, có lẽ là nhiều người sẽ bắt gặp một vài những keyword có lẽ là mới và là tương đối khó hiểu, như là Synthetic Dollar Protocol hoặc là Internet Bond, vân vân. Vậy thì có thể định nghĩa Athena như thế nào? Trước hết thì hãy cùng mình xem qua về cái cơ chế hoạt động của Athena. Sản phẩm chính của Athena là stablecoin USD, khác với phần lớn những cái stablecoin khác trong thị trường như là USDC hoặc là USDT. Vốn được bảo chứng bằng đồng USD hoặc là những cái loại tài sản tương đương tiền khác có tính thanh khoản cao như là trái phiếu chính phủ. Thì USDE là một stablecoin được bảo chứng bởi ETH và các dạng liquid staking token của ETH như là staking ETH của Lido. Thì stablecoin này được cho rằng là sẽ đạt được mức ổn định về giá thông qua cái chiến lược gọi là Delta Neutral trên các sàn CX. Nghe thì có vẻ hay đúng không? Vậy thì Delta Neutral là gì? Nói một cách dễ hiểu thì Delta Neutral có nghĩa là một cái chiến lược đầu tư để đảm bảo là vị thế của bạn luôn ở mức không. Nghĩa là cái danh mục đầu tư của bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái biến động của thị trường cho dù là đi lên hoặc là đi xuống. Để mini USD thì Athena sẽ cho phép các market maker được thế chấp ETH và những cái liquid staking token của ETH để tạo ra stablecoin. Trong khi đó thì người dùng phổ thông, những cái retail như chúng ta đây thì có thể swap những cái stablecoin khác sang USDE. Theo đó thì để phòng hộ cho cái lượng ETH và các liquid staking token ETH mà Athena đang nắm giữ thì họ sẽ thiết lập những cái vị thế short ETH trên những cái sàn CX. Điều này có nghĩa là nếu mà giá ETH giảm thì dự án sẽ có lợi nhuận từ cái vị thế mà short ETH. Còn nếu mà ETH tăng thì dự án sẽ có lợi nhuận từ cái việc mà nắm giữ ETH và những cái liquid staking token. Đây cũng chính là một trong những cái lý do mà họ đã lựa chọn hợp tác ngay từ đầu với những cái sàn CX lớn như là Binance hoặc OKX nhằm nhận được sự hỗ trợ trong cái việc là thiết lập những cái vị thế phòng hộ của họ. Ok, vậy thì có thể hiểu ngắn gọn á, thì có thể nói là USDE là một stablecoin có tài sản thế chấp là một vị thế buy spot và short future token ETH. Ok, vậy thì chúng ta đã hiểu về USDE. Vậy thì câu hỏi được đặt ra nhiều nhất đó chính là nguồn yield lớn của dự án đến từ đâu? Vào thời điểm mà dự án mới ra mắt thì con số 27% mà Athena đưa ra đã khiến toàn bộ cộng đồng crypto phải bàn tán xôn xao. Vì thực tế thì nó còn cao hơn cả mức APY của 20% của stablecoin thuật toán USD trước đây. Thậm chí cái mức yield thực tế khi mà stake USD còn cao hơn thế nhiều, bởi vì là không phải là toàn bộ nguồn cung của USD đều được mang đi stake. Do đó thì con số thực tế có thể cao hơn rất là nhiều. Vậy thì nguồn yield này đến từ đâu? Về mặt lý thuyết thì yield của USD sẽ đến từ hai nguồn. Thứ nhất là native yield đến từ việc là nắm giữ các liquid staking ETH như là stake ETH của Lido, Grab Bitcoin ETH hoặc là Mantle ETH. Ở thời điểm hiện tại thì cái nguồn yield này đang có mức lãi suất khoảng 4% một năm. Và thứ hai là funding rate mà dự án nhận được đến từ vị thế short ETH trên các sàn CX. Như vậy có thể thấy là nguồn yield mà nhận được đến từ việc stake USD ít nhiều sẽ biến động phụ thuộc vào cái tình hình thị trường. Bởi vì không phải lúc nào là funding rate của ETH cũng sẽ dương. Thế nên là một câu hỏi khác được đặt ra đối với Athena, đó chính là liệu cái nguồn yield này có thực sự là ổn định trong dài hạn hay không. Đầu tiên á, thì theo quan điểm của mình thì cái việc mà dự án Athena sử dụng ETH hoặc là những cái liquid staking ETH làm tài sản đảm bảo cho cái đồng USD thực sự không phải là một ý kiến tồi. Bởi vì là cái tầm ảnh hưởng, nhu cầu và cái khả năng sinh lợi của ETH vẫn là tương đối lớn trong toàn bộ thị trường crypto này. Bên cạnh đó thì từ trước đến nay á, cách nhanh nhất mà một dự án có thể thu hút những cái nhà đầu tư, dòng tiền và sự FOMO luôn là tìm ra cách nào để tạo ra cái mức yield cao nhất có thể, từ đó thu hút những cái nhà đầu tư. USDE của Athena
là một trong số ít những cái dự án có thể làm được điều đó. Bởi vì họ là một trong số ít những dự án chấp nhận trao lại nguồn yield cho người dùng. Trong khi phần lớn những cái dự án khác làm về stablecoin trong thị trường, điển hình như là Tether hoặc là Circle với USDT hoặc là USDC đều chọn cách giữ lại toàn bộ hoặc là phần lớn nguồn dư cho chính mình. Nhiều câu hỏi đã được đặt ra về tính khả thi của chiến lược hedging by spot soft future của Athena khi mà phần lớn lượng dư của USDE sẽ được quyết định bởi funding rate của ETH, mà trong khi funding rate của ETH lại phụ thuộc hoàn toàn vào sự biến động của thị trường. Đầu tiên thì dựa theo phân tích của dự án thì số ngày funding rate của ETH âm chỉ chiếm khoảng 20% trong vòng 3 năm vừa qua, ngay cả khi thị trường rơi vào cái đoạn downtrend tồi tệ như năm 2022. Nếu mà chúng ta tính cả lợi suất từ cái việc là nắm giữ các liquid staking ETH thì tổng số ngày mà cái nguồn yield đến từ vị thế delta neutral âm chỉ rơi vào khoảng 10-11% mà thôi. Bên cạnh đó, một vài dữ liệu khác còn cho thấy cái số ngày mà funding rate của ETH dương liên tục cao nhất là khoảng 110 ngày, trong khi số ngày mà funding rate âm liên tục chỉ khoảng đâu đó khoảng 13 ngày là tối đa. Hơn nữa thì Athena còn có một cái quỹ bảo hiểm giúp bảo vệ tài sản thế chấp của họ trong các giai đoạn mà ETH có funding rate âm. Athena ước tính rằng với khoảng 1 tỷ đô USD được phát hành thì cần khoảng đâu đó 20 triệu đô tiền bảo hiểm là có thể bảo đảm giúp dự án vượt qua được những cái giai đoạn khi mà funding rate của ETH âm. Về phía Chaos Lab thì họ cũng đã tạo ra một cái mô hình tính toán riêng với con số là cần khoảng 33 triệu đô cho mỗi 1 tỷ USD được phát hành. Thì hầu hết những cái số tiền kêu gọi từ cái vòng gây quỹ trị giá khoảng 15 triệu đô mới đây sẽ được dành cho cái quỹ bảo hiểm này. Ok, vậy thì chiến lược long spot short future về mặt lý thuyết là có thể khả thi và có thể mang lại cái nguồn yield hấp dẫn cho người dùng. Nhưng mà đi kèm với nó chắc chắn cũng sẽ có những cái rủi ro nhất định. Một trong những rủi ro mà chúng ta có thể dễ dàng thấy được nhất mà Athena sẽ phải đối mặt đó chính là cái rủi ro về mặt giao thức và rủi ro về cái khả năng thanh toán của các sàn CX mà Athena đang mở vị thế short trên đó. Tuy nhiên thì để trả lời đối với những lo ngại về việc đóng vị thế này thì bên phía dự án Athena cũng đưa ra những cái thông tin về việc họ đang sử dụng các cái giải pháp lưu ký như là Cooper, Kobo hoặc là Cefu. Ngoài ra thì Athena còn có một cái lượng tiền được lưu trữ bên ngoài các CX song song với việc ủy thác tài sản. Điều này giúp họ giảm thiểu cái rủi ro bị thanh lý trực tiếp trên những cái sàn CX này. Bên cạnh đó, theo mình nghĩ thì rủi ro lớn nhất mà Athena có thể gặp phải là nếu như mà vì một lý do nào đó funding rate của ETH âm trong cái khoảng thời gian dài. Thì đúng là như mình đã gặp á, thì những cái dữ liệu trong quá khứ đang cho thấy là số ngày mà funding rate của ETH dương và đang hoàn toàn vượt trội so với lại funding rate âm. Nhưng mà đồng thời họ cũng có một cái quỹ bảo hiểm trị giá khoảng 15 triệu đô để chi trả cho việc duy trì vị thế này. Thế nhưng nếu như mà vì một cái lý do gì đó mà funding rate của ETH liên tục âm trong vài ngày với quỹ này ngày một cạn kiệt và tới một lúc nào đó sẽ hết tiền, thì Athena có lẽ sẽ phải đối mặt với lại cái tình huống là buộc phải dừng hoạt động nếu mà họ không muốn gặp phải rủi ro vỡ nợ. Một cái rủi ro khác mà chúng ta cũng cần phải quan tâm đến đó chính là việc mà nếu như USD ngày càng được chấp nhận rộng rãi thì sẽ cần tới ngày càng nhiều cái lượng ETH và liquid staking ETH để tạo ra càng nhiều USD. Theo đó thì cái vị thế short của Athena cũng sẽ ngày càng to ra. Từ đó cái yield cũng sẽ ngày càng giảm dần và không còn hấp dẫn đối với người dùng nữa. Lúc này đây là bất kỳ một cái sự kiện xấu nào xảy ra cũng có thể gián tiếp tạo ra một cái hiệu ứng domino và từ đó gây ra một cái sự sụp đổ dây chuyền. Ok, nhưng mà nói một cách lạc quan á, thì nếu mà trong trường hợp đội ngũ Athena không có bất kỳ một cái hành vi gọi là cố tình scam hoặc là trục lợi nào từ những cái lượng tài sản thế chấp của USDE, thì thậm chí nếu cái viễn cảnh tồi tệ nhất xảy ra là Athena sụp đổ, thì hãy nhớ rằng cái lượng USDE mà bạn đang nắm giữ á, cùng lắm cũng sẽ gần như là tương đương với lượng ETH đang thế chấp mà Athena đang nắm giữ, chỉ vậy thôi. Nói một cách khác, nếu bạn đang bet vào Athena, tức là bạn đang bet vào funding rate của ETH sẽ dương trong một khoảng thời gian dài, tức là bạn đang bet vào việc ETH sẽ outperform so với USD trong một khoảng thời gian dài. Ok, nhìn chung thì mỗi người sẽ có một cái góc nhìn khác nhau về dự án Athena. Theo quan điểm cá nhân của mình thì đây vẫn là một cái dự án hay và tiềm năng, mặc dù là đi kèm với đó chắc chắn là sẽ có những cái rủi ro mang tính hệ thống. Một điều mà mình thấy ấn tượng đối với lại đội ngũ Athena đó chính là họ không hề giấu giếm hay là cố gắng che đậy những cái rủi ro này. Họ cũng không hề đảm bảo rằng là sẽ chắc chắn USD sẽ luôn giữ được cái mức bet 1-1 so với USD, hoặc là yield đến từ cái việc mà stake USD sẽ luôn ở mức cao hấp dẫn. Đây đơn giản chỉ là một cái sản phẩm stablecoin đang cố gắng không bị phụ thuộc quá nhiều vào cái hệ thống tài chính truyền thống, cũng như là đang cố gắng tạo ra một cái nguồn yield không phải từ không khí dành cho người dùng. Video lần này đến đây là kết thúc rồi. Thì cảm ơn những anh em đã xem đến cuối video.
Nếu anh em cảm thấy video lần này hay và bổ ích thì cho mình xin một like, một subscribe và đừng quên nhấn chuông thông báo để luôn nhận được những cái thông tin mới nhất đến từ đội ngũ 368 TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.